Dạ vâng, em lại xin được kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em lại lên cho các bạn, lên sóng cho các bác một bộ dàn mili hàng bãi của Nhật các bác nhá, mang thương hiệu Panasonic. Model của nó là SAPM710SD. Thì đối với bộ dàn này thì nó có tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD này các bác nhá. Khi các bác mở lên thì các bác nhìn thấy SD open này, để các bác có thể cắm thẻ nhớ vào đây để nghe nhạc các bác nhá. Em cho nhỏ lại một chút ạ. Thứ hai có cổng AUX để các bác kết nối với TV, điện thoại, máy tính, laptop các kiểu để nghe nhạc các bác nhé. Và cái thứ ba tích hợp 5 khay đĩa CD để cho các bác nghe nhạc qua đĩa CD các bác nhé. Em sẽ mở ra các bác. Con này thì sử dụng 5 khay đĩa CD các bác nhé, 1, 2, 3, 4, 5 này. Thì các bác có thể nhét 5 đĩa vào trong máy cùng một lúc, nhưng đương nhiên là chỉ nghe được một đĩa CD một lúc thôi nhé các bác nhé. Đấy, 5 đĩa này thì các bác có thể nhét vào trong máy để lúc nào các bác chọn thì các bác chọn. Các bác thích nghe đĩa 1 thì các bác ấn vào số 1. Các bác thích nghe số 2, số 3, số 4, số 5 thì các bác ấn vào. Đấy, vậy thôi, chứ không phải là các bác nghe được 5 đĩa cùng một lúc các bác nhá. Nó sẽ bị loạn. Là chỉ có nghe được một đĩa một ở cùng một thời điểm thì chỉ nghe được một đĩa thôi các bác nhá. Các bác muốn chọn nghe đĩa nào thì các bác ấn vào đĩa này. Ấn vào các cái số ở trên này, người ta đã cho trên dàn máy đây rồi. Đấy. Rất là hay các bác nhá. Đây người ta ghi là 5 CD changer này. Các bác có thể sử dụng 5 CD này để chuyển đổi trong cái máy này luôn các bác nhé. Đấy. Có tích hợp mà để sử dụng đĩa MD các bác nhé. Như hiện tại thì đĩa MD này em chưa test được các bác nhé, bởi vì là em không có đĩa MD để test. Và cái cổng thẻ nhớ này thì hiện tại thì em cũng không có cái khay thẻ nhớ to này để test, cho nên là hai cái này thì em chưa test. Thì anh em nào về có thể test trực tiếp ở trên nếu mà các bác có thì các bác có thể test trực tiếp nhé. Hiện tại thì em chỉ test là CD. Hiện tại em đã test 5 đĩa CD đều hoạt động bình thường, 5 khay đĩa CD đều hoạt động bình thường các bác nhé. Và test cái cổng AUX này cho các bác, test cái cổng AUX để cho các bác nghe nhạc trên điện thoại. Thì hiện tại em đang bật TV này. Đó. Đó, thì em đang test cổng AUX trực tiếp các bác nhé. Các bác về các bác muốn chọn AUX thì các bác nhấn vào nút này các bác nhé. Đây các bác nút này là người ta sẽ ghi nữa, FM này. Đó. AM này. Đấy, và AUX này. Đó. Thì các bác về các bác muốn nghe nhạc AUX các bác nhấn vào cái nút này để khi nào nó hiện chữ AUX trên đây thì các bác nghe nhạc được bình thường các bác nhé. Còn đối với MD CD thì các bác trực tiếp ấn vào trang trên các cái nút ở trên đĩa này là nó sẽ tự động nhận đĩa các bác nhé. Các bác có đĩa các bác đặt vào khay nào thì các bác nhấn vào nút đấy. Nhấn vào khay nó có số đánh số ở bên trong khay hết rồi các bác nhé. Đấy. Trước tiên thì em cũng xin phép được quay một vòng đối với cái bộ dàn này để cho các bác biết là cái xung quanh nó còn đẹp hay xấu như thế nào. Thì đây các bác nhìn thấy bộ dàn này và hình thức còn khá là đẹp các bác nhé, còn khá là đẹp vì hàng bãi nó không thể được 100% được, nhưng đối với bộ dàn này em khẳng định là được khoảng 80-90%. Rất là đẹp các bác nhé, thùng vách không bị bẻ nở các bác nhé, không bị nứt gỗ các bác nhé, vẫn còn nguyên vẹn hết các bác nhé. Loa con này là bốn công suất của nó là 40W trên một loa các bác nhé, loa trùng với loa nguyên bản theo dàn các bác nhé. Đấy, đây PM710 này các bác nhé, công suất là 40W một loa 6 ohm. À, công suất là 40W một loa 6 ohm các bác nhá. Đây em quay ngang cho các bác xem, 40W một loa 6 ohm. Đấy, thì nó trùng mấy công suất của dàn cho nên các bác an tâm, công suất của dàn là 80W thì các bác chơi rất là an tâm rồi. Loa con này sử dụng loa hai cầu các bác nhá. Ở đây thì dây các cái dây người ta đã đánh dấu dây theo đúng cái cầu ở trên dàn máy rồi. Cho nên là về các bác khi mà em gửi hàng cho các bác này em sẽ tháo ra để đóng thùng xốp. Thì khi về các bác cứ nhìn dây nào thì đúng màu của ở trên cái dàn của nó nha các bác nhá. Đây trên dàn nó cũng có 4 màu và dây cũng có 4 màu theo dàn, thì là các bác cứ cắm theo đúng luôn. Này dây AUX thì các bác cắm vào cổng này. Ở trên này thì là anten của đài AM và FM. Tiếp theo nó con này nó có bộ dàn này nó có tích hợp cái đĩa, thì đa phần là các dàn mini Nhật đều có đĩa các bác nhá. Ngày xưa thì mọi người hay dùng đĩa, nhưng bây giờ thì gần như xin lỗi các bác, băng. Bây giờ thì đa phần tìm được cái băng thì nó cũng rất là khó. Đây, tất cả là em quay rõ chi tiết nhé. Bộ dàn còn khá là đẹp các bác nhé, khá là đẹp luôn ạ. Dàn Nhật thì luôn luôn là chạy điện 100 các bác nhé, chạy điện 100V. Thì đây em đang cắm trên một cái cục đổi nguồn 100V đấy cho tiện. Em có ly hoa nhưng mà em không muốn dòng dây ra. Thường thì ly hoa thì nó cũng sẽ tích hợp cổng điện 100-110. Còn đối với bộ dàn này thì nó là điện 100V thì em luôn luôn là sử dụng cái bộ đổi nguồn 100V. Tất cả cái bộ đổi nguồn này em đã dùng đồng hồ để đo đúng 100V rồi. Rất là an tâm các bác nhé. Rồi ok, thì cổng AUX thì em đã test cho các bác đây rồi. Đều rất là hay các bác nhá. Bát test đánh rất là hay, rất tách bạch các bác nhá.
Đấy. Và đây là bên trong của loa. Em sẽ mở cái căng ra để cho bác xem bên, bên trong của loa. Rất đẹp luôn nha các bác nhá. Đó. Anh nhìn đẹp không? Đây là quay dưới anh Điện các bác nhá. Đó, em quay thẳng đây. Đó, nó có anh Điện nó bắn bắn vào cái màn carbon này. Đấy, nhiều khi các bác nhìn tưởng nó bị sao. Đây là họ đóng thùng xốp, đây là vẫn còn một chút cái bụi xốp và dàn bên trong cũng còn rất là đẹp các bác nhá, căng cũng rất là đẹp. Đấy. Một bộ dàn còn khá là đẹp luôn. Đấy. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá. Nguyên bản, zin nguyên bản hết các bác nhá. Tất cả là bao zin nguyên bản hết, rất đẹp. Bác kể cái này trưng bày rất là đẹp. Quá đẹp. Bát của nó là bát 11, 12 phân. Rất là đẹp. Hiện tại em cũng còn đang còn mấy bộ dàn mini nữa thì em sẽ lên sóng dần cho tất cả các bác. Đó, ok, sau đây em xin test cái đĩa CD nhé. Ở trong này thì hiện tại thì để em check xem là có đĩa ở cổng nào thì em sẽ mở cho các bác cổng đấy. Đó. Hiện tại em có đĩa cổng 1, cổng 3 và cổng 4. Đấy. Thì ok, để em sẽ mở đĩa CD cho các bác nghe trong các để đây là video để em test cho các bác biết là nó đang hoạt động hoàn hảo nhé. Đấy, CD số 1. Đó. Các bác chờ trong giây lát để loát đĩa các bác nhé. CD số 1. Đó, bắt đầu chạy. Các bác lấy bài thì các bác lấy ở đây nhá. Đây. Lấy bài thì các bác gạt lên gạt xuống. Đây là ghi là lead select này chọn. Đây là check bài, đây bài. Số 5 không chạy. Khả năng cái đĩa này nó kém rồi. Đĩa vừa đấy em làm rơi nó bị xước. Vừa đấy em làm rơi cái đĩa nó bị đông rồi, khả năng nó bị xước. Rồi, để sang cái đĩa số 3. Sang đĩa số 3 này. Các bác chỉ cần ấn chuyển đĩa là nó sẽ sang đĩa số 3 luôn. Đó. Đĩa số 3 và đĩa số 4 này thì em đang sử dụng cái đĩa tiếng nước ngoài. Đây là bài số 1, ghi chú check 1 này, là bài số 1 này. Đấy, các bác này. Đấy, bài số 2. Bài số 3. Bài số 4. Đó, các bác muốn next bài các bác ấn lên gạt lên hoặc gạt xuống này. Đấy, các bác nhá. Đây em chắc test sang cái đĩa số 4 này, đĩa CD số 4 này. Đấy. Bên trong máy người ta bên trong máy nó sẽ tự động chuyển đĩa các bác nhá. Chuyển đĩa thì các bác phải chờ nó loát một lúc thì nó sẽ lên cái đĩa. Đó, check 1 này. Thì cũng các bác muốn next thì các bác cũng có thể sử dụng cái nút gạt này. Đó. 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 Hai cái đĩa số 3 số 4 này là đĩa nước ngoài. Cái đĩa này thì là họ để quên ở trong máy nên là bọn em về thấy sẵn ở trong máy, họ để quên trong máy, có nghĩa là hàng vẫn từ nước ngoài về là có sẵn hai cái đĩa trong đó, nên là tiện thì để test luôn các cái cổng đĩa này để cho bác biết là nó hoạt động hoàn hảo thôi các bác nhé. Chứ còn nghe nhạc đó thì cũng có người nghe được, có người không nghe được, như bọn em thì bọn em chỉ để test đĩa thôi, test dàn thôi. Rồi, ok, thì bộ dàn này em đang bán ra với giá là 1.300.000 các bác nhé, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé, 1.300.000 giá chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730. Đối với những bộ dàn này thì các bác mua thì vui lòng cọc cho em 200.000 các bác nhé. Các bác vui lòng chọc cọc cho em 200.000 tiền vận chuyển hai cầu hai đầu các bác nhé. Một bộ dàn như thế này thì ship hết khoảng 100.000, 90-100.000 tiền ship. Đấy là bên em làm việc là có hợp đồng là nó sẽ rẻ. Chứ còn nếu các bác gửi đi một cục dàn như này thì các bác gửi chắc phải hết gần 200.000.
Như đối với bên em gửi hàng đi thì gửi quen rồi, gửi chuyên môn rồi thì nó chỉ hết khoảng 100.000 nó đổ về thôi các bác nhá. Một bộ dàn như thế này. Đấy, thì các bác mua hàng thì cũng vui lòng cọc cho em cước 2 triệu, đó là 200.000. Còn tất cả hàng em bán mà sai cái gì thì em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các bác. Đấy, kể cả những cái gì em đã test rồi thì em báo test rồi, mà em chưa test thì em báo chưa test. Còn về các bác tự test. Đấy, còn em chỉ test CD, 5 đĩa CD và cổng AUX. Đấy, còn lại những cái khác thì em sẽ không test, bởi vì cái này là em test chủ yếu là đĩa CD và cái cổng kết nối điện thoại máy tính laptop kia thôi. Rồi ok. Video em cũng xin được tạm dừng tại đây ạ. Các bác đi qua nhớ cho em xin nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em. Video em xin kết thúc và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi.